Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long, do nguồn cung tiếp tục khan hiếm nên giá khoai lang tím Nhật tại huyện Bình Tân hiện đã tăng lên hơn 20.000 đồng một ký. Đây là mức giá được ghi nhận cao nhất kể từ khi cả nước bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuy giá cao nhưng hiện tại nông dân không có khoai để bán vì trong 2 năm giá loại khoai này luôn ở mức thấp, có thời điểm chỉ còn 500 đến 700 đồng một ký. Nông dân lỗ nặng, không tái đầu tư sản xuất, khiến diện tích khoai của huyện từ đầu năm 2022 đến nay chỉ xuống giống được 750 hectare. Hiện Bình Tân chỉ còn khoảng 10 hectare trồng khoai, nguồn cung khan hiếm nên giá tăng mạnh. Theo tính toán của người trồng, với giá bán như hiện nay, sau khi trừ chi phí sản xuất, còn lãi trên 20 triệu đồng một công. Theo thông tin mới nhất, 2 tấn bưởi da xanh Bến Tre đầu tiên đã được xuất khẩu sang Hoa Kỳ bằng đường hàng không. Như vậy, sau thanh long, xoài, nhãn, vải, chôm chôm và vú sữa, trái bưởi da xanh của Bến Tre là thương hiệu đầu tiên được nhà phân phối Hoa Kỳ lựa chọn để vận chuyển bằng đường hàng không. Thời gian đầu, những trái bưởi tươi sẽ được phân phối trên hệ thống siêu thị của các bang DC, Maryland, Virginia và một phần thành phố Philadelphia thuộc bang New Jersey. Sau khi báo Nông nghiệp Việt Nam đưa tin nông dân chưa tiêu thụ được lúa do bị ẩm tại huyện Thái Bình, tỉnh Cà Mau, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau cùng với chính quyền địa phương đã trực tiếp làm việc với đại diện tập đoàn Tân Long tìm giải pháp tiêu thụ lúa trên đất nuôi tôm tồn đọng tại huyện Thái Bình. Về hướng giải quyết, công ty cổ phần lương thực A An cam kết tiếp tục tổ chức thu mua theo hợp đồng với các hợp tác xã đối với hơn 400 hectare lúa chưa thu hoạch từ ngày 1 tháng 12 đến cuối tháng 12 năm nay. Đối với lượng lúa tồn đọng từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11, công ty điều phối phương tiện để thu mua dứt điểm dựa trên thống kê của hợp tác xã. Đối với số lượng lúa công ty chưa thu mua kịp thời và nông dân đã bán ra bên ngoài từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11, công ty phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã và hợp tác xã thống kê mức độ thiệt hại để đưa ra phương án hỗ trợ thiệt hại cho nông dân. Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho thấy, 10 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Canada đạt gần 5,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số 26 nhóm hàng xuất khẩu sang nước này, dệt may và thủy sản là nhóm có mức tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, xuất khẩu thủy sản và dệt may sang Canada 10 tháng đạt 334 triệu đô la Mỹ và 1,1 tỷ đô la Mỹ, cùng tăng trên 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là nhóm có mức tăng trưởng mạnh nhất ở thị trường này trong 3 năm qua. Các nhóm hàng còn lại như gỗ, hóa chất, kim loại, hạt điều, túi xách, máy móc thiết bị tăng từ 3 cho đến 30% so với cùng kỳ năm ngoái.